Và xin chào mừng tất cả quý vị các bạn, chúng ta đến với cả trận bán kết 2 diễn ra ở trên Mafrost thì mình tại này. Đây chính là game thủ Protoss màu đỏ, anh ấy chính là game thủ Stardust. Và Stardust sau khi thi đấu, đến lúc thi đấu là phải đeo kính. Còn đây là một game thủ Terran cũng đã từng có một thời gian rất là hoành tráng. Anh ấy chính là 4GG. Ngày hôm qua thì 4GG đã từng hạ gục một anh game thủ Protoss thì phải, nếu tôi nhớ không nhầm. Hạ gục một anh Protoss rất nhanh, gọn và dễ dàng. Đây để tôi check lại luôn này, đây đúng rồi, Waymu này. Trận PVT ngày hôm qua, anh ấy hạ gục Waymu rất nhanh, gọn và nhẹ. Waymu hầu như là không có tuổi luôn. Ngày hôm nay thì 4GG sẽ đối đầu với cả Stardust. Trận đấu lần này thì đối đầu với Stardust thì cũng không hề dễ dàng cho 4GG một chút nào. Tại vì Stardust cũng là một trong những game thủ Protoss cũng khá cứng. Các bạn thấy rằng hiện nay thì hai game thủ của chúng ta đều xuất ở hai vị trí chéo nhau ở trên map Frost. Như vậy là đang có rất, về cơ bản thì là cực kỳ có lợi cho những trận Marco game thưa bạn. Có thể nói rằng là bây giờ hai game thủ của chúng ta mà quyết định là chơi trò Marco ở trên cái map này là cũng hoàn toàn hợp lý thôi, hợp tình hợp lý đấy ạ. Không biết trận này thì các anh ấy có định ấy không? Các anh ấy có định Marco hay không đây? Về Marco thì 4GG hoàn toàn có thể là lên thật nhiều Mauder để đối đầu với các quân đội của Stardust được. Tôi nghĩ rằng về phía Stardust thì sẽ không hề muốn trận đấu về đến late game một chút nào cả. Tại vì khi mà về đến late game thì các game thủ Terran sẽ có đầy đủ upgrade. Ngoài ra họ có rất nhiều rack để có thể là win fog. Và nếu như mà họ lên rất nhiều Mauder thì sẽ rất nguy hiểm cho quân đội của Stardust. Tôi đã từng nhìn thấy những trận đấu mà mát Mauder rồi, tức là cái số lượng Mauder nó cực kỳ đông và hung hãn. Bao nhiêu Zealot lao vào, xong rồi Skolo rồi Storm cũng không ăn thua rồi bạn. Không ăn thua luôn, quét bao nhiêu chăng nữa, Storm bao nhiêu đi chăng nữa. Tôi nhìn thấy đàn Mauder nó vẫn cứ nhơn ra. Thật là khủng khiếp. Phải nói là trình độ của các game thủ Terran khi mà họ đã lên đến một cái tầm nào đấy rồi mà họ quyết định mát Mauder rồi thì cực kỳ nguy hiểm. Lúc đấy thì Colo với hai Templa để cũng chỉ có khóc thét thôi. Tôi thấy ra hiện nay thì đây là con Proof của anh Stardust đã sao điện ra điện hiện vị trí mỏ của 4GG rồi. Vâng, đã nhìn thấy vị trí mỏ 2 của anh 4GG. Hiện nay thì ở thời điểm này thì game thủ Stardust của chúng ta như cũng đã có mỏ 2 cho mình rồi. Tôi thấy hiện nay anh ấy còn đang chờ cho cái Cybernetic Core hoàn thành xong kìa. Quá, anh em chờ tí. Rồi, ok. Tôi đang chỉnh lại cái cần của cái mic một tí. Để lúc mà không cần phải giữ, nó cũng chĩa thẳng vào miệng rồi. Lúc nào mình nói nó cũng vào giữa mic luôn. Hiện nay thì cho thấy rằng là Proto của ta đang ăn cho mình 2k. Và anh ấy cũng đã có mỏ 2 rồi. Như vậy thì trận đấu của ta bắt buộc phải về đến mid game thôi. Nên đây con SCV của anh 4GG đã đi scout xong ở vị trí phía hướng phía 7 giờ. Và bây giờ thì nó đã đi sang vị trí mỏ của Stardust. Ở trận đấu trong những trận PVT như thế này, thường thì các game thủ Protoss thường là hay chuẩn bị đặt xuống cho mình cái nhà Robo ở cái thời điểm này. Thường thì họ có thể là xuống cho mình Thala Castle, nhưng sau đó sẽ là xuống Robo. Vâng, chính xác là nhà Robo rồi. Họ sẽ đặt xuống nhà Robo để có thể là chuẩn bị sẵn sàng lên cho mình một con Observer. Sau đó là tech tiếp lên, có thể thì nếu như mà thừa tiền thì họ sẽ lên thêm cho mình một con Immortal để đối đầu với cả Mauder của đối phương. Hoặc là họ sẽ để dành tiền và sau đó tech thẳng lên Colo luôn. Sau khi có Colo thì tôi nghĩ rằng sẽ tùy thuộc vào từng game thủ Protoss. Họ quyết định sẽ tiếp tục lên Colo hay là họ sẽ đảo ngay qua hai Templa. Thì cái đấy thì nó sẽ còn tùy vào từng trường hợp thưa bạn. Chứ tuy nhiên là Terran thì hầu như tôi thấy các anh ấy chỉ có follow theo các game thủ của Protoss mà thôi. Ví dụ như xem Protoss lên Colo hay là lên hai Templa thì họ sẽ bắt đầu họ counter ngược lại. Hiện nay thì con Observer đây là con Pop ạ, nó đang có mặt ở vị trí phía này. Vâng, nhìn thấy rằng là Marine đứng khá ở đây rồi cho nên là anh con Pop chạy ra ngoài.
Và bây giờ thì như là một con Observer đang được warp ra cho game thủ Stardust, và anh sau đó anh lên thêm mình cho mình cái nhà Robotic bay nữa rồi. Anh ấy sẽ tích thẳng lên Colo luôn. Và hiện nay thì Stardust đã đến cho mình một cái nhà Fog để có thể là lên cho mình cộng một tấn công. Và Colo thì nó có lợi thế về đam, nên nếu như mà nó được nâng cấp cộng một tấn công thì nó cũng sẽ rất là nguy hiểm. Warpism đã bắt đầu được warp rồi. Ở phía bên kia thì Terran của ta hiện nay đang bắt đầu lên cho mình một Mauder cùng với cả việc nâng cấp Steam với cả cộng một tấn công. Các bạn thấy rằng hiện nay thì Stardust đặt cho mình hai cái nhà Fog ở hai mỏ thôi bạn. Một hành động có thể nói là rất là hiếm khi gặp. Anh đặt Fog ở cả hai mỏ như vậy thì cái khả năng để có thể cho nó boost cho hai nhà Fog này là cũng khá khó khăn. Cái ý định của Stardust ở trong pha ta xử lý vừa rồi đấy chính là anh ấy muốn fake Fog các bạn, tức là fake rằng là đối phương là tôi chỉ có lên một Fog thôi. Fog duy có scan thì cũng chỉ có thể scan được một trong hai hướng thôi, hai cái mỏ để có thể phát hiện ra được đối phương có Fog, có bao nhiêu Fog thôi thưa bạn. Vậy nay thì con Colo đã bắt đầu được warp ra rồi và Proto bắt đầu nâng cấp 1-1 cho mình. Cũng lúc đó anh ấy bắt đầu nâng cấp thêm tầm bắn xa. Và thấy hiện nay thì đây là con cái bóng Phoenix ạ. Và cái bóng của con Phoenix đang đi Sky bên trong mỏ của anh FZG. Hầu như không thấy quân đội ở phía bên trong mỏ. Trong đó thì và Stardust thì vẫn đang lên cho mình warp thôi. Đây là Pylon. Vâng, anh ấy đặt Pylon ở quanh mỏ của đối phương rồi. Và bây giờ thì bây giờ mình sẽ đến được cái vị trí của cái Pylon kia, định tập kết quân ở đấy chăng. Thời điểm này thì bên cạnh nâng cấp 1-1 cũng như là nâng cấp tầm bắn xa của Lô thì Stardust đã thêm mình một cái Twilight Castle nữa để có thể nâng cấp 2-2 cũng như là có thể nâng cấp Blink cho quân đội của mình. Tôi thì hay thấy hiện nay các kiếm thủ Protoss hay lên cho mình nâng cấp Blink trước để có thể tiện bề thì chơi Blink Onin luôn. Sau đó mới bắt đầu đặt xuống cho mình cái nhà Robo để tech lên Colo. Chứ nhưng trận đấu này thì lại Stardust thì lại lên thẳng và thẳng Colo luôn thưa bạn. Bây giờ thì mới hoàn thành xong cho anh ý cái kia cái Twilight Castle. Bây giờ thì chính là thời điểm mà game thủ Stardust bắt đầu đưa cho mình con Warpism, đưa thẳng ba con dèo là phía bên trong bên bề của đối phương. Vâng, bắt đầu vào rồi, chính là thời điểm mà FZG cũng đang bắt tấn công ở vị trí góc bên này. Vâng, có vẻ hiện nay thì FZG đã phát hiện ra được rằng đối phương đưa dèo của mình vào đối phương đưa dèo phía bên trong bên bề của mình, cho nên anh quyết định phải đưa quân đội của mình trở về rồi. Một con đường quá xa cho FZG để thể đưa được quân đội Marine trở về vị trí mỏ để phòng ngự trước mấy con dèo này các bạn. Tuy nhiên bây giờ nếu như không đưa quân về thì cũng rất là nguy hiểm. Nếu như bây giờ mà Stardust của chúng ta mà warp thêm dèo vào là cực kỳ khủng khiếp. Anh ấy sẽ warp dèo một khoảng tầm ít nhất sẽ có khoảng tầm 4 con giọt đã được warp vào phía bên trong mỏ của FZG thì cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ thì đã quân ở nhà đã dọn dẹp xong mà anh bắt đầu đưa quân của mình đi thêm một lần nữa rồi. Đây, quân chính FZG này đang ở vị trí giữa map, vị trí San Naga Tower. Trong khi đó thì vâng, ra hiện nay thì đây chính là mỏ thứ ba của anh FZG. Có thể nói rằng đây chính là cái hành động mà lấy công làm thủ. Tức là anh ấy lấy đưa quân của mình đi tham minh khoảng tầm mấy phút đấy, để có thể là dọa đối phương nghĩ rằng là hiện nay thằng này nó đang định tấn công mình, nên nó sẽ không ăn mỏ đâu. Đây có thể nói là một hành động lấy công làm thủ của FZG. Anh ấy sẽ đưa quân đi đập phá mỏ của đối phương một tí, thu sự chú ý của quân đội của đối phương ở phía bên ngoài. Nhưng sau đó anh ấy sẽ thừa cơ là anh ấy rút nhanh. Vâng, đánh nhanh rút nhanh luôn. Vâng, Steam lên pha xong rồi rút trở về sau. Chạy cả đội bóng cổ chạy về kìa. Bây giờ chính là thời điểm mà ở phía bên nhà của anh ấy thì đang bị đối phương đưa Zealot vào. Đây có cái chính là cái con Zealot này thưa bạn. Đây chính là lý do tại sao FZG phải rút quân của mình trở về chứ. Anh ấy không để cho quân đội của mình tự auto tấn công ở vị trí phía trên, tại vì khả năng bị Colo quét với Stalker và Blink cùng với cả Sentry nó phong phiêu rất nguy hiểm. Ở đây Proto của ta đã bắt đầu có cho mình cái warp. Vâng, anh ấy bắt đầu warp quân rồi, warp khá nhiều Zealot cùng với cả Stalker lên. Hiện nay thì quân đội của Proton này đang chờ thời điểm, anh đang chờ cho Blink Stalker hoàn thành xong, chờ cho nâng cấp 22 của mình hoàn thành xong, anh mới bắt đầu tấn công vào trong. Tôi nghĩ rằng đấy mới là ý đồ chính của game thủ Proton. Anh sẽ không dạy gì mà tấn công vào thời điểm này thưa bạn. Nâng cấp chỉ còn khoảng lúc nữa thì là hoàn thành xong rồi. Proton hiện nay cần phải đặt vào warp gate đi, sau đó bắt đầu là làm đủ thứ đủ trò đi. Vâng, hiện nay thì con Marine phát hiện ra được là Proton đang để hết quần đây. Ba con Zealot đang cố gắng harass ạ, đang đánh vòng đang ở vị trí phía sau. Một pha scan không thấy cái gì cả. Đây rồi, và con Zealot này bị bắt rồi. Tôi nghĩ tốt nhất là anh Stardust nên giữ ba con Zealot lại chứ đừng có tấn công liều kiểu đấy. Và sau khi thu hút sự chú ý của đối phương thì cũng là thời điểm mà game thủ Proton đã hoàn thành xong đang nâng cấp rồi. Anh bắt đầu tấn công lên rồi. Hiện nay thì Viking đang cố gắng bắt được cái con Colo kia, nhưng một con Colo thôi. Proton cũng đã phóc phiêu quá nhiều rồi. Zealot hiện nay đang quá khỏe và bắt đầu lao lên ở vị trí trên, nhưng bây giờ vấn đề nằm chỗ quân đội Rain Fox của game Terran đã ra rồi. Hiện nay số lượng Mavox vẫn còn khá nhiều cho game thủ FZG.
anh ấy đã bó khá, tôi nhìn thấy khá Mulder ở đây rồi đấy ạ. Tuy nhiên là Marine thì vẫn chiếm đa số rồi. Một con đội của Terra Bay hiện nay đã chia quân ra rồi. Hiện nay thì Stalker đã blink lên để bắt mấy con Viking ở kia. Bây giờ Viking chỉ còn có một con mà thôi. Còn trong đó con Colo vâng, vẫn còn ba con Colo đây. À, ba con luôn, vâng, một con đã được nhấc vào trong Warpism rồi. Hiện nay Warpism đang là nhiệm vụ pick up, vâng, đang làm nhiệm vụ pick up để cứu cho cái con Colo máu đỏ kia. Đang có một con Viking kia không được rồi, bị Stalker tăng ép rồi. Vâng, và như vậy là GG rồi. Như vậy Forge đã có gì rõ. Vâng, Forge GG đã có GG ở trong game đấu đầu tiên rồi thưa bạn. Tỷ số hiện nay tạm thời là 1-0 nghiêng về phía game thủ Stardust của chúng ta. Và chúng ta chuẩn bị đến về game đấu thứ hai thưa bạn.